Cách lắp rèm gỗ hệ 1 giây siêu đơn giản và dễ dàng. Thì trước kia dạy rèm thiều hường đã có cái video hướng dẫn các bạn cách lắp một cái rèm gỗ hệ 2 giây thì có phức tạp hơn một chút. Tuy nhiên thì hiện tại cái hệ rèm gỗ 1 giây bây giờ thì nó rất đơn giản. Nó chỉ gồm có một cái ke duy nhất. Và nếu như các bạn muốn lắp rèm lọt vào trong khung cửa thì các bạn chỉ cần khoan ngược cái ke lên bên trên học cửa. Còn nếu như các bạn muốn lắp rèm phủ ra ngoài thì các bạn sẽ khoan phần chữ L của ke lên tường, sau đó sập rèm vào là xong. Rèm gỗ hệ 1 giây thì rất là hiện đại, nó có cấu tạo giống như rèm cầu vồng. Các bạn chỉ cần kéo phần dây phía trong thì rèm sẽ tự động lật lấy sáng và sau đó đi lên, hoặc là kéo phần dây phía ngoài, rèm cũng sẽ tự động lật lấy sáng và đi xuống. Giá rèm gỗ hệ 1 giây thì nó sẽ dao động trên dưới 1 triệu phụ thuộc vào loại gỗ và bản gỗ. Ưu điểm của rèm gỗ đó là sang sạch, và nhược điểm của rèm gỗ đó là hở sáng khá nhiều. Và vì thế phụ thuộc vào không gian nội thất mà các bạn có thể lựa chọn loại rèm gỗ phù hợp. Có bất cứ câu hỏi nào về rèm thì các bạn đừng ngại ngần comment xuống dưới dành cho công ty trách nhiệm hữu hạn dạy rèm Thiều Hường, và mình sẽ giúp đỡ các bạn giải quyết. Và đừng quên cho mình xin đăng ký một follow kênh để lần sau mình phát video thì các bạn sẽ không bị bỏ lỡ bất cứ một video nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video sau.